Nếu các bạn chỉ là những người dùng cơ bản như là học sinh, sinh viên hay những nhân viên văn phòng phổ biến, thì các tác vụ cơ bản các bạn thường dùng là lướt web tìm kiếm thông tin, xem phim, nghe nhạc. Bộ công cụ Office như soạn thảo nội dung cho Word, làm bảng tính với Excel, bài thuyết trình với PowerPoint. Một cấu hình văn phòng vừa phải là có thể thoải mái giải quyết các nhu cầu sử dụng của bạn. Chúng ta không nên quá chú trọng vào cấu hình mạnh mẽ. Thay vào đó, chúng ta nên quan tâm đến các yếu tố như thiết kế đẹp, chắc chắn, bàn phím gõ có sướng không, màn hình có nét hay không, hay thời lượng pin có tốt không. Nhu cầu cho một chiếc laptop mỏng nhẹ cũng trở nên rất hot trong những năm gần đây, nhất là đối với những ai thường xuyên phải di chuyển mang theo laptop để làm việc. Đối với chị em phụ nữ thì một chiếc laptop mỏng nhẹ, sang chảnh có thể nhét vào túi xách hay cốp xe là một sự lựa chọn tuyệt vời. Đối với nhu cầu laptop mỏng nhẹ thì kích thước sẽ là yếu tố quan trọng nhất. Kích thước lý tưởng sẽ là 13 hoặc 14 inch. Trọng lượng của máy khoảng 1.5kg đổ lại sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho những ai thích một chiếc laptop nhỏ gọn, mỏng nhẹ. Với công nghệ phát triển, hiệu năng của những chiếc laptop đã không còn thua kém quá nhiều so với máy tính để bàn nữa. Vì thế có rất nhiều nhà sáng tạo, designer hay kiến trúc sư đã chuyển sang lựa chọn một chiếc laptop chuyên làm đồ họa kỹ thuật. Nhu cầu sử dụng của dân kỹ thuật là thiết kế đồ họa 2D, 3D bằng các phần mềm Photoshop, AI, Corel, dựng phim. Với nhu cầu này chúng ta cần một chiếc màn hình độ phân giải từ Full HD trở lên, với tấm nền IPS cho hình ảnh sắc nét, chính xác hơn. Và rõ ràng một cấu hình mạnh là không thể thiếu, những con chip hiệu năng cao cũng phải đi kèm với những chiếc các đồ họa rời mạnh mẽ. Nhưng các bạn cần chú ý những chiếc các chuyên chạy đồ họa năng sẽ khác với các chơi game đấy nhé. Những chiếc laptop gaming ngày càng phổ biến do nhu cầu chơi game tăng rất cao sau thời gian dịch bệnh vừa qua. Vậy chúng ta cần gì ở một chiếc laptop gaming? Đầu tiên chắc chắn phải là một cấu hình chơi game mạnh mẽ và bền bỉ, hệ thống tản nhiệt tốt để có thể cày game thoải mái không sợ bị quá nhiệt. Một yếu tố nữa cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game là màn hình của laptop gaming. Với những tựa game FPS thì màn hình có tần số quét cao từ 120Hz trở lên sẽ giúp các chuyển động trong game mượt mà và nhanh hơn đối thủ của bạn. Cuối cùng là các chi tiết thiết kế cũng được rất nhiều game thủ quan tâm. Laptop gaming bây giờ đã khác xưa, không chỉ có mỗi hầm hố và cục mịch. Laptop gaming hiện đại đã tinh tế và mỏng nhẹ hơn rất nhiều, nhưng vẫn thể hiện được cá tính của game thủ. Đối tượng sử dụng một chiếc laptop cao cấp, sang trọng chủ yếu là các chủ tịch, doanh nhân thành đạt. Với họ, những tiêu chuẩn về thiết kế, ngoại hình của laptop cao hơn rất nhiều so với một chiếc laptop thông thường. Mọi đường nét thiết kế phải thật tinh xảo, độ hoàn thiện tuyệt vời, và quan trọng là phải toát lên được vẻ cao cấp và sang trọng ngay khi nhìn vào. Thêm vào đó, những công nghệ hiện đại và xịn sò nhất như màn hình tràn viền, mở khóa khuôn mặt cũng không thể thiếu trên những mẫu laptop cao cấp.